Xin chào các bạn, mình là Hợp và hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn một video nữa về một chiếc Jackero mới về kho của ICS. Đây là địa chỉ và số điện thoại của ICS các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian vừa rồi, và nếu như anh em có nhu cầu mua thì hãy gọi cho ICS theo thông tin này. Đó. Mình sẽ cùng mở hộp ra và trên tay sản phẩm. Phải bỏ cái này ra các bạn ạ. Đó, ở phía trong thì chúng ta sẽ có một cái hộp Jackero xịn sò màu đen. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái lớp nhung phủ, và hộp của nó thì ở trong. Đẹp lắm anh em nhé, hộp cực đẹp luôn. Với cái phần vân gỗ của chúng ta ở phía dưới và phần gỗ được sơn đen piano ở phía trên, chúng ta sẽ khi mở ra thì chúng ta sẽ thấy hai cái phần này đó, và chiếc đồng hồ của chúng ta thì sẽ ở dưới, và chúng ta sẽ còn một cái nữa ở dưới, đó là cái hai cái thẻ của chúng ta. Với dòng sản phẩm này thì nó thường có những cái phiên bản gọi là limited edition là 88 chiếc, và chiếc này của mình cũng vậy. Nó sẽ có hai thẻ đi kèm, một thẻ warranty và một thẻ là number limited. Đó, cực kỳ đẹp. Chúng ta xem cái thẻ limited trước. Các bạn có thể thấy mã của sản phẩm này là G0175332270. Được bán năm 2020 và nó chưa ghi tháng. Để khi các bạn mua thì mình sẽ ghi tháng vào. Các bạn có thể thấy ở đây là số serial number là 8/88 chiếc, cực kỳ đẹp luôn, số phải nói gần như là tam hoa tám. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ có dấu của đại lý bán và cái date of purchase, thì khi mà các bạn mua thì mình sẽ gắn cái ngày vào đây. Đó, và reference code number và individual number rất là đẹp ở đây. Chúng ta sẽ cùng lên tay nhé. Đây là một chiếc đồng hồ với mặt số đẹp và độc và đặc biệt, đó là mặt số thiên thạch. Và với các cái dòng thiên thạch của chúng ta thì thường là những dòng thiên thạch của chúng ta thì đều có tuổi đời là hàng triệu năm, cho nên là mỗi viên đá thiên thạch đều ẩn chứa những cái gì đó rất là may mắn và linh thiêng. Và để có thể tạo ra được cái mặt số thiên thạch thì thực sự là các hãng sản xuất thì đã phải cắt gọt giũa rất là nhiều, và phải chọn lọc từ những cái mặt đá, cái phần đá, những cái thớ đá nó đẹp để có thể là tạo ra được cái mặt này. Đó, để có thể cắt được. Ở đây các bạn hãy cùng mình chiêm ngưỡng cái chiếc Jackero với mặt số thiên thạch màu ánh bạc, cực kỳ đẹp luôn. Đây là một cái thiết kế mới của dòng Hoyer Minute của Jackero. Dòng này của chúng ta thì hiện tại thì sẽ có kim dây lớn, nó không phải là dòng Grande Second, cho nên là các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một kim dây lớn ở chính giữa. Đây có thể gọi là dòng Central Second. Kim dây của chúng ta, đầu kim dây sẽ có được sơn một chút màu đỏ để chúng ta có thể dễ dàng nhận biết. Logo Jackero thì được in lên ở góc 12 giờ trên cái mặt số. Các bạn có thể nhìn thấy mặt số này. Đã, trời ơi sao nó đã, các bạn nhìn đã chưa? Mặt số thiên thạch mà. Đây có thể gọi là cái mặt số mà đẹp nhất rồi, cho nên là mình không còn có gì để chê về mặt số này nữa. Với tất cả các cái loại đá tự nhiên thì đá thiên thạch thì sẽ là cái đá mà cho chúng ta một cái niềm may mắn lớn, và những cái mặt số của nó thì nó đều có cái nét riêng, không có mặt nào giống mặt nào, và nó đều mang tính độc nhất, cực kỳ đẹp. Ở góc 6 giờ chúng ta sẽ có một cái ô lịch ở là đang chỉ con số 21, hai bên của cái ô lịch này thì có hai cái điểm trang trí với cái miếng vàng được gắn vào. Toàn bộ kim cọc của chúng ta thì đều được làm bằng vàng 18K hết các bạn nhé, cực kỳ đẹp. Rồi, ngắm cái mặt số này, các bạn có thể nhìn từng góc này, cái mặt số tạo ra những cái ánh sáng, những cái góc nhìn khác hoàn toàn nhau. Đó là cái điểm nổi bật và đặc trưng nhất của mặt số đá thiên thạch. Và ngoài ra thì các bạn thấy những cái hình khối do những cái thớ của mặt số này nó tạo ra, nó gần như là một cái bức tranh gọi là đương đại vậy. Nhìn nó cực kỳ tuyệt vời, nó tạo ra nó là tự nhiên, nhưng mà chúng ta cảm giác như là nó được sắp xếp vậy, như là ba cái vạch này nó rất là song song thẳng hàng với nhau, hai vạch này, và nó tạo nên những cái vân thờ đó cực kỳ đẹp, không có gì để chê được cả. Ở phía bên phải thì chúng ta sẽ có cái núm chính của đồng hồ với logo 2 ngôi sao của Jacquero. Và ở đáy sau thì chúng ta sẽ có đó là cái bộ máy đời mới của Jacquero, bộ máy là Caliber 1150.P. Đó, các bạn có thể thấy cái con số là number 8/88 ở đây cực kỳ đẹp và cực kỳ đáng tự hào ở đây. Chúng ta còn một lớp siêu nữa và hiện tại mình không muốn bóc lớp siêu này ra, cho nên là các bạn có thể nhìn nó hơi mờ một chút nhé. Logo Jacquero đây, 4 cái triện vàng ở 4 cái cạnh của chúng ta. Và bộ máy của chúng ta thì được làm rất đẹp với cái củ văng được làm bằng vàng 18K và nó có skeleton để cho chúng ta có thể nhìn rõ bộ máy. Bộ máy đời mới này của chúng ta thì chúng ta sẽ có silicon balance wheel, cho nên là có khả năng chống nhiễm dị từ cực kỳ tốt. Chúng ta sẽ có 28 chân kính, 28.800 tần số dao động và có 68 giờ tích cót. Số giờ tích cót rất là cao bởi vì bộ máy này có là twin barrel, tức là chúng ta sẽ có 2 ổ cót các bạn ạ. Cho nên đây là một trong những cái bộ máy được phát triển rất là tuyệt vời của Jacquero. Cái điểm quan trọng nhất là cái balance wheel và balance spring của chúng ta thì đã được thay bằng silicon. Đó, rất là tuyệt vời. Đấy là một cái điểm cực kỳ hay. Chiếc này của chúng ta thì sẽ có cái mức giá hãng cao đấy các bạn ạ, loanh quanh khoảng 28-29.000. Và với mức giá đó thì các bạn sẽ phải bỏ ra khoảng loanh quanh đấy. Với Jacquero thì nó toàn tầm đến 700 mấy 800 triệu thôi đấy. Còn với mức giá sale off thì bên mình mua được cái mức giá rất là tốt. À sorry các bạn, trước này là 33.900 nhé, chứ không phải là 28.000. Mình xin lỗi, cái là 33.900 thì nó sẽ tương đương vào khoảng tầm 850 gì đấy. Còn nếu các bạn mua bên mình một chiếc mới như này có cái số cực kỳ đẹp là 8/88 thì bên mình có một cái mức giá sale phải nói là cực kỳ tốt với chiếc này, đó là 15.900 đô. Thì nếu như anh em nào có nhu cầu mua chiếc Jacquero này thì có thể qua bên mình. Bộ thân của chiếc đồng hồ này thì sử dụng nó là bộ thân vàng Red Gold 5N và nó sẽ có một cái khóa xiên đi kèm, với khóa xiên cũng là khóa vàng khối và đầy đủ triện ở phía dưới các bạn nhé. Đó. Siêu phẩm này thì nó sẽ có cái size là size 43mm và lắc tu lắc của nó thì rất là cụt, khoảng 48, cho nên là tay anh em chỉ cần khoảng 16.5 là chúng ta đeo chiếc này, nuốt chiếc này gọn rồi. Còn nếu tay đẹp thì khoảng 17. Đó. Đây là một chiếc cực kỳ độc đáo về mặt số và nó còn ngoài cái mặt số thiên thạch ra thì nó còn mang ý nghĩa là rất là may mắn khi chúng ta được sở hữu một cái đá thiên thạch đẹp như vậy. Rồi ok, cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.